Ngày 1 tháng 3 năm 2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Chí Quý, 42 tuổi, ở phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Quý nguyên là giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế. Liên quan đến vụ án này, hồi đầu tháng 11 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người, gồm Nguyễn Văn Hòa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Xuân, Dương Văn Quỳnh, nguyên nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính phường Thủy Xuân, Nguyễn Lê Mạnh Hiền và Hà Xuân Dẫn đều là nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế, Hoàng Thiện Tín, 34 tuổi ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, chuyên viên phòng tài nguyên môi trường thành phố Huế. Ngoài ra, cuối năm 2020, công an còn bắt giữ Hoàng Khánh Huy, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Huế. Tất cả 6 người này đều bị điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ điều tra, năm 2015, Ủy ban nhân dân phường Thủy Xuân nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Cẩn với diện tích gần 4.000 m2, loại đất ở đô thị, không thu tiền sử dụng đất. Trên thực tế, bà Cẩn không có nhà ở, không trực tiếp sử dụng đất tính từ năm 1968 đến nay. Không nộp thuế, không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc, không có hộ khẩu thường trú và không làm ăn sinh sống tại địa phương. Tuy nhiên, khi tiếp nhận hồ sơ, nhóm này đã không thực hiện xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý hồ sơ, ký duyệt hồ sơ trình lên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Cẩn tại hai thửa đất trên. Sự thiếu trách nhiệm trong công tác của nhóm này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, bước đầu xác định gần 4 tỷ đồng.